8 vai diễn chưa chiếu đã hot của dàn sao Hoa ngữ trong năm 2024. Hứa Nghiên, Triệu Lộ Tư đóng phim như trình diễn thời trang lại chỉ đứng cuối bảng. Đừng ai chờ ê nhiệt ba nữa vì mình cổ đã có đến tận 2 vai lọt top rồi. Khương Lê Phi nhờ dựa hơi Cúc Tịnh Y nên áp đảo mọi nhân vật đình đám khác. Cách đây không lâu, một trang số liệu lớn của xứ Trung đã hé lộ bảng xếp hạng nhiệt độ của những vai diễn được mong chờ nhất hiện nay. Ngay khi xem xong những cái tên được nhắc đến và vị trí của chúng, rất nhiều người đã phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa vì khác hẳn với suy nghĩ của họ đó. Top 8. Hứa Nghiên, Triệu Lộ Tư. Hứa Nghiên chính là vai diễn hiện đại mới nhất của Triệu Lộ Tư trong dự án Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Dù vẫn đang trong quá trình quay chụp, nhưng tác phẩm này vẫn dễ dàng gây bão mạng vì những khoảnh khắc khoe sắc trên phim trường của nữ chính Hứa Nghiên, đóng phim mà cứ như đi diễn thời trang vậy. Top 7. Tô Mộ Vũ, Cung Tuấn. Dù Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vướng phải không ít bình luận trái chiều của khán giả vì kém từ chất lượng đến diễn xuất, thế nhưng Cung Tuấn lại chẳng chịu ảnh hưởng gì. Thậm chí vai diễn thích khách Tô Mộ Vũ của anh trong Ám Hà Chuyện vẫn được nhiều người mong ngóng, kỳ vọng sẽ làm nên chuyện như Sơn Hà Lệnh. Top 6. Tô Dịch Thủy, Đặng Vi. Trường Tương Tư hai chẳng thành công được như mong đợi thật, nhưng sức hút của Đặng Vi chẳng vì thế mà sụt giảm đâu. Bằng chứng là vai diễn Tô Dịch Thủy của anh trong Tiên Đài Hữu Thụ vẫn lọt vào bảng xếp hạng chờ mong của khán giả. Theo người ta hé lộ thì trong dự án Tiên Hiệp mới này, Đặng Vi sẽ hóa thân thành thiên tài tu tiên với câu chuyện sư phụ đồ đệ vừa lạ vừa quen trên màn ảnh. Top 5. Đặng Nghiên, Địch Lệ Nhịp Ba. Cứ tưởng Lợi Kiếm Hoa Hồng sẽ mờ nhạt vì chẳng được thảo luận nhiều, ai dè đây lại là dự án phim tầm ngầm. Bởi dựa vào vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng vai diễn được mong đợi, có thể thấy khán giả cũng đặt nhiều kỳ vọng vào tác phẩm trinh thám này cùng vai diễn Đặng Nghiên của Địch Lệ Nhiệt Ba đó. Top 4. Tiêu Thu Thủy, Thành Nghị. Phó Sơn Hải của Thành Nghị không được quảng bá nhiều, nhưng nó vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều khán giả nam nhờ nội dung phim đó. Giữa hàng chục bộ phim ngôn tình sướt mướt, tác phẩm này lại thuộc đề tài võ hiệp giang hồ, đấu tranh bảo vệ non sông, nghe thôi đã thấy hừng hừng nhiệt huyết rồi. Và vai diễn Tiêu Thu Thủy của Thành Nghị cũng được kỳ vọng sẽ là tượng đài đại hiệp mới của màn ảnh Hoa ngữ, giữa lúc thể loại phim này đang xuống dốc không phanh. Top 3. Nhiếp Cửu La, Địch Lệ Nhiệt Ba. Giờ thì đừng ai nói Địch Lệ Nhiệt Ba bị các mọt phim anti nhé. Bởi một mình cô đã có đến 2 vai diễn được lọt vào bảng xếp hạng mong chờ của năm 2024 rồi đó. Trái ngược với Lợi Kiếm Hoa Hồng, Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của Nhiệt Ba lại thuộc đề tài phim siêu nhiên hiện đại rất phù hợp với nhan sắc và khí chất của cô. Thế nên, ai nấy đều tin rằng Nhiếp Cửu La sẽ giúp Nhiệt Ba thoát khỏi tình cảnh thiếu vai diễn tốt như hiện nay. Top 2. Sử Giã, Ngụy Đại Huân. Dù đã hạ nhiệt sau khi Thế Giới Khói Lửa Của Tôi lên sóng hơn 1 năm, thế nhưng Ngụy Đại Huân vẫn được các mọt phim ưu ái đó. Bằng chứng là vai Sử Giã của anh trong Lòng Dũng Cảm Vô Ích dù chỉ phiên 2 làm nền cho Lý Canh Hy, nhưng vẫn được kỳ vọng có thể gây bão như Mạnh Yến Thần. Top 1. Khương Lê Phi, Cúc Tịnh Y. Cái tên gây bất ngờ nhất chính là vai diễn Khương Lê Phi của Cúc Tịnh Y trong Thiên Hương Dẫn đó. Bởi so với các dự án ở trên thì kinh phí lẫn kịch bản đều chẳng thể sánh bằng. Điều này cũng chứng minh được địa vị của Cúc Tịnh Y trong lòng khán giả. Dù ai nói ngả nói nghiêng thì các dự án của Mỹ Nữ 4000 Năm vẫn là đề tài chú ý của khán giả, có thành tích vững vàng.